À, rồi xin chào các bạn ha hôm nay cái tiêu đề mình á là làm mình mới mua mình nhỏ em mới uh, uh, chuyển cho mình được hai cái chậu đẹp nè mình rút uh, cái cái này luôn nha các bạn xăm hương nói chung á là mấy bạn trồng bonsai á là nói chung phải lòng chậu hết nha các bạn tất cả luôn giờ cái dòng siêu mini này á cái dòng xi mini nè là mấy bạn phải lòng chậu nha là nói chung á mình thấy uh, người em á nó chuyển cho được hai cái chậu cũng được được nè đó mình rút vô hai cái chậu uh, ống luôn hai các bạn nói chung nè nói chung mà uh, hồi xưa mình trồng trong cái chung cái chung này uh, cái chung này để uống rượu ngày xưa mấy bạn uh, cái chung mà uh, thì mấy bạn giờ mấy bạn biết mình chung này để chung uống rượu với bạn mình, mình lòng chậu. Rồi bắt đầu mình mình nuôi giờ mình có chậu đẹp nè. Đó, mình rút vô luôn ha. Rút vô thì nói chung nó 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 cũng được rồi. À, mình rút vô cho nó nhìn cho nó đẹp chút ha các bạn. Thì nói chung á cái dòng siêu này á, là mấy bạn đều lòng chậu hết nha Thật sự ra á mình lòng chậu á là nói chung á nó mạnh cái nó cây nói chung á mà, mà nè mấy bạn nè đừng có sợ nha mấy bạn lòng mà thấy nó rễ nó ăn ra mấy bạn cứ cắt đi mấy bạn cứ mấy bạn cứ cắt rễ đi là mình hứa với mấy bạn là đâm tược non dữ dằn luôn nó mạnh cái cây á tại mình làm mình làm mình thấy mình thấy được á mình mới 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 nói với bạn thôi chứ chứ mình sợ nhiều khi mình sợ nó 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 không nó ăn ra mình không cắt á là nói chung á cái cây mình á nó không có đâm thực non nó nó cứ nó cứ èo eo vô hoài nhưng mà mấy bạn cắt ha mấy bạn thay mấy bạn ấy nó đi nè rút ra nè nó có xíu rồi nè không mấy bạn nuôi siêu mini ha mấy bạn cái cái xăm hương nha cái này cái xăm hương mình này mình thích cái dòng này là sao cái lá nó, nó đẹp lắm các bạn, càng cắt càng rút càng gắt càng đẹp. Mình này mình cái dòng sâm hương này là cái lá thôi chứ thật sự ra nó không có bông có trái như hồng ngọc mai hay này kia. Tụ chứ nè, đất cũ không ạ bạn ơi, cho trấu rộn cũ của mình á, cái mình mà mình không có sợ cứ mình vô cái dòng sông hương này nè đó mấy bạn trồng cái dòng siêu này hen cây nhỏ hen là mấy bạn để ý hen nó ăn ra ngoài nó ăn ra ngoài ngoài chậu hen mấy bạn thấy nó không khác nữa mấy bạn cứ cắt rễ nó thì mình mình có làm rồi mình thấy nó ok lắm ví dụ nó vừa ăn ra ngoài đây nè nó vừa ăn đã đánh chậu ha các bạn cắt các bạn cắt mấy bạn bỏ luôn là mấy bạn mấy bạn cắt uh, cái rễ này nè tự động mấy bạn nuôi tiếp ha cái lá non nó phát triển là rễ rễ mới á nó ăn ra phát triển lắm thì mình làm mình làm rồi mình mới, mình mới dám nói với bạn ha nè không em nhà em mới gỡ được mấy chậu nè Cái cây này đổ mình nói chung mình làm nói chung đổ nhưng mà y chang có con người các bạn thì cái cây như vậy nè nó nó đổ rồi nhưng mà nó giật dậy nó có sức sống á thì mình, mình mình thấy là cái dòng đổ nhưng mà nó giật dậy nó có sức sống các bạn ơi thì mỗi người mỗi cái phong cách ha mỗi người mỗi cách làm thì mình á mình thấy là sao tại vì uh, con nói trang mình vậy đó cái mình hư rồi phải không mình đổ mình đổ rồi nhưng mà mình giật vậy nói chung mình giật vậy mình có sức sống là nó 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 buông vậy đó bởi mình phái dòng vậy mình làm nè mới gửi về hai cái chậu mình vô hai cây không mình thấy nó 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 được lắm các nè siêu ngang chung mình vô mình làm thì từ không ai hay ai giỏi hết nhưng mà mình làm từ từ mình hiểu được cái đặc tính của nó cái đặc tính của cây sâm hương này nó làm sao cây hồng ngọc mai nó làm sao tất cả những lô cây mình làm sâm núi nó làm sao thì nói chung mình chủ yếu hôm nay làm cây sâm hương này thôi thì mình nói với bạn á là nói chung á mình làm nói chung mình tạo ra cái gì của mình á là nó hay, hay lắm sáng nó bạn tưới hay là chăm sóc hay là mình dòm cái cây yêu cây yếu cây si sao Nói chung nhiều cái đó, mình làm rồi hay lắm bạn còn như cái cây sâm hương này ha là mình đặc tính của nó đó mình thấy ha theo mình nha ví dụ như mà nó rễ mà nó ăn ra ngoài đất chậu nè là cái cây mà nó nhiều khi nó nó không ấy nữa mấy bạn cắt cái rễ nó luôn mấy bạn lòng chậu tiếp tự nhiên cái cây bung từng non nó khỏe mạnh dữ lắm thì mình chủ yếu là mình chia sẻ cái cách cái cách của mình thôi nha còn mấy, mấy bạn mà nuôi siêu dòng siêu này ha mấy bạn lòng chậu đúng phải lòng hết nó nóng mình phải lòng chậu hết nhưng mà cái rễ á cái rễ nó ăn ra ngoài nè mấy bạn đừng sợ các bạn cắt luôn nhiều khi những cái cây siêu mini của mấy bạn tiền mắc tiền lắm nhưng mà mấy bạn cắt cắt cái cắt rễ đi mấy bạn lòng tiếp tự nhiên cây nó sung nó bung tợt đồ đó, nó đã lắm à, không mình cũng người em á, mới gỡ hai, hai cái chậu đó mình vô hai cái cây đổ này thiệt nhìn thấy nó đã nè đây cây nữa nè các bạn đừng có sợ nha Các bạn cắt đi Các bạn Mình hứa thiệt Tại mình làm rồi mình thấy phải không Vụ gì nè Mình cắt đi Mình cắt xong Mình lồng tiếp Cây từ đồng bung từ non mạnh khỏe dữ lắm Nó mạnh nó thiệt chứ mà Mà tại nhiều anh em sợ Sợ nó nhiều khi cái cây mất tiền quá Mình lồng chậu rễ năng ra ngoài khi mình cắt á mình sợ mình sợ là nó nó ấy cây luôn nhưng mà cái dòng xăm hương này á mình hứa với mấy bạn ha mấy bạn lòng mà thấy rễ mà nó ăn ra ngoài nè mấy bạn cắt đi mấy bạn mấy, mấy, bạn cắt gì nè mấy bạn dâm mấy bạn cắt gì xong không mấy bạn lòng chậu tiếp là tượng non nó bung ha tượng non nó bung mà thiệt nhiều lắm nè như mình rút ra thấy không? mình thì người em á, mới gửi hai cái chậu mình làm cho mấy bạn xem ha thì cái dòng xăm hương này á, nó rất là dễ cây gì mà cây những cái những cái cây mình giới thiệu với bạn á, là cái dòng dễ trồng rẻ tiền không có mà hao hụt gì hết thì nói chung mình mình chỉ uh, lâu quá mình cũng mới lên clip như cái dòng xăm hương mini này ha cách của nó hen là mấy bạn hen lòng chậu thiệt mấy bạn cắt cái để mà nó mọc ra ngoài lòng chậu á là mấy bạn cắt đi là nó bung từng non đó mà nó bung thấy sợ luôn á chứ không có sợ gì á nói chung là khi khi mà mình lòng chậu rồi á là mình cắt hay là mình làm gì là nó không bao giờ mà nè thấy không vô hai cây thấy đẹp tại người em á gỡ mới gỡ thầy nè rồi mình thấy vậy thôi gỡ chậu nè thấy vô hai hai cây sam này thì nó nó hợp lại nó siêu ngang cái dạng này là nhỏ tí nị ha đó mình làm mình vô tặng được hai chậu ống nè rồi mình làm thì nói chung á nó rễ nó càng ra ngoài ha mấy bạn cắt là bạn trồng tiếp là mình hứa với các bạn là cái cây nó rất là phát triển luôn thì như, như những cái này nè nè nó thiệt nè nè mình nói chung không phải nói chứ giật lên nè mình cắt nè lần sau mình quay lại cho mấy bạn xem ha là nó mạnh nó mạnh cực kỳ luôn á nè ví dụ như nè mình cắt nó nói chung là mấy bạn sợ thì mình không biết ha nhưng mà theo mình ha nè những cái rễ này nè mình cắt nè xong mình tẻ lại luôn mà là là nó thiệt chứ cái cây mình nó mạnh lắm nó, nó, chuẩn bị nó bung nó bung rễ đây nữa là cái đợt non này phát triển tự non phát triển tiếp là mạnh lắm ừ, nè như nè mình mình làm đó, nói chung phải gì mình làm rồi mình 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 mới nói với bạn thấy không ví dụ như gì nè mấy bạn dở lên ha nè mấy bạn cắt đi nè ví dụ mấy bạn cắt gì nè cắt sát 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 này luôn là mấy mấy bạn ha trồng lại là bảo đảm mấy bạn là nó phát triển mạnh nữa không tin mấy bạn làm chừng ba bốn cây thôi là mấy bạn thấy chứ mình mình sợ nhiều khi mình sợ mình sợ cắt nó nó không mạnh nhưng mà sam hương này mấy bạn cắt là là cái rễ nó nó mấy bạn cắt không ở dưới nó đâm tược là nó đâm rễ mới là ở trên nè ở trên ngọn nó đâm theo phải không nó bung tược mới ngon lắm rồi, thì cái chủ đề hôm nay á là mình chỉ nói về cái xâm hương này thôi. Thì tặng được hai chậu đẹp nè. Thì mình vô phải không? Mình cho ống. Đẹp, đổ nó 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 cũng hay. Rồi, cái clip tới đây xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau.